liên quan tới việc một số đơn vị đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chỉ nhận thanh toán bằng tiền mặt mà không nhận chuyển khoản, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã có văn bản gửi các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới. Theo đó, cục yêu cầu các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới, đặc biệt là đơn vị đăng kiểm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, khẩn trương triển khai việc tiếp nhận thanh toán bằng các hình thức không dùng tiền mặt để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Nếu có vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, các đơn vị đăng kiểm liên hệ với Cục Đăng kiểm Việt Nam để được hỗ trợ giải quyết.